Cách đây gần 100 năm, Pavi được người Pháp xây dựng nhằm nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Con đường được lát hoàn toàn bằng đá tảng, xuyên qua cánh rừng nguyên sinh và các dãy núi cao vút vùng Tây Bắc. Cung đường Pavi không quá dốc và tương đối dễ chinh phục. Vì thế, chuyến đi lần này có sự tham gia của các bạn nhỏ. Đoàn xe xuất phát từ thành phố Lào Cai, đi theo hướng xã Bản Vược và đi qua Mường Hum của huyện Bát Sát. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ di chuyển bằng ô tô, chúng tôi có mặt tại điểm tập kết và di chuyển tiếp bằng xe máy. Đoạn đường khá khó đi và có chiều dài gần 8 km. Anh lái xe này lâu chưa anh? Lái lâu rồi. Thế á? Vâng. Bao nhiêu năm rồi anh? Chắc còn hơn 3 năm. 3 năm chở khách như này. Vâng. Mỗi lần chở như này thì được trả bao nhiêu tiền anh? 100 thôi. Thế á? Nhớ là chở cả đấy từ trước lần anh chở. Gần 1 giờ chiều, nhóm leo núi bắt đầu xuất phát tại xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Sát. Con đường đá cổ Pavi giờ đây đã không còn xa lạ với những ai đam mê trekking. Đến nay, con đường này đã gần 100 năm tuổi, tính từ ngày khánh thành. Để hình thành nên con đường này, hàng vạn đồng bào người Mông, người Dao đã đổ mồ hôi công sức hơn 5 năm để hoàn thành 80 km đường mòn trải đá nối hai xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai và xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nhằm vận chuyển thảo quả, khoáng sản và các loại hàng hóa khác. Với sự phát triển của đường sá hiện đại nối liền hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu thông qua đèo Ô Quy Hồ, con đường Pavi dần bị quên lãng và bỏ lại giữa rừng sâu. Nhưng khoảng 10 km đường đá vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Con đường đá cổ xưa từng được ví như huyết mạch giao thông và được lấy theo tên nhà công sứ người Pháp Pavi. Đây là con đường vắt qua dãy nhiều cổ san kỳ vĩ. Trên đường khám phá, du khách sẽ được ngắm nhìn bản làng của đồng bào, được chiêm ngưỡng những loài hoa lạ, được hòa mình trong làn sương mờ như lạc vào miền cổ tích. Đúng rồi.
trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp dân bản địa từ Lào Cai vào rừng làm rẫy hoặc sang bên sàng Ma Pho thăm người thân. Lá này lá gì đấy em? Đây là rau lợn anh ạ. À, rau lợn à? Những người dân địa phương cho biết họ vẫn thường xuyên lựa chọn đi trên con đường này bởi chỉ mất vài tiếng có thể sang tỉnh bên cạnh, trong khi đi đường dưới núi dù có ô tô cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Theo triền núi, những nương thảo quả lớn do người dân địa phương trồng đang vươn mình xanh tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Đây là khu vực nghỉ của chúng tôi. Cũng khá là mệt các bạn, nhưng rất là vui và nhiều trải nghiệm thú vị. Cháu trai lên đây thấy cứ có mệt không? Dạ không ạ. Thế à? Thấy chặng đường như nào? Hơi vất vả, với ngã hơi nhiều ạ. Ngã nhiều á? Vâng. Thế à? Trơn à? Đường trơn quá à? Vâng, trơn. À, hay là do... Hay do con đi nhanh quá? Dạ, yeah, con đi đầu đoàn đấy. Siêu nhỉ? Ở nhà con có tập thể dục không? Con đi đường thang ạ. À, thế à? Con thấy chuyến đi này có vui không? Rất là vui. Thôi không, anh ơi. Ngồi ăn tối giữa mênh mang núi rừng, đâu đó phảng phất mùi hương thảo quả. Bên tai, suối chảy róc rách, gió thổi rì rào, là một trải nghiệm không phải ai cũng may mắn có được. Đó là thành quả xứng đáng dành cho chúng tôi sau mấy tiếng lao bộ. Nhiệt độ ở đây khá lạnh, mặc nguyên cả áo khoác, chân đi tất, nằm trên hai lớp chăn mà vẫn lạnh run. Dưới lưng thì lổn nhổn đá và cành cây. Cả đêm, thưởng thức tiếng suối róc rách như bản giao hưởng của thiên nhiên.